cô một lần nữa. 1, 2. Rồi, rất tốt. Mời các con ngồi xuống. Mời dãy bên này đọc trước. Dãy bên kia. Rồi bây giờ các con thực hiện cho cô từ do re mi fa son la. Nghe đàn cô trước. Rồi, các con ngồi xuống. 2, 3.